Dạ vâng, xin chào quý anh chị và các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay. Dạ vâng, hôm nay bên cửa hàng em lại về một chiếc xe vừa tầm tiền, chiếc Kia Morning bản tiêu chuẩn sản xuất 2019, tên tư nhân chính chủ sử dụng từ mới. Xe chạy chuẩn 3 vạn 2, có lịch sử bảo dưỡng đầy đủ, cam kết km xịn, không tua. Phát hiện tua tặng quý khách 10-20 triệu. Sau đây em sẽ quay tổng thể chiếc xe quý anh chị có thể thấy được. Xe tên tư nhân một chủ từ mới ạ, chạy chuẩn 3 vạn 2, lốp theo xe còn mới. Hiện tại chiếc xe này thì em đang bán với cái giá là 333 triệu, giá thì cũng có thương lượng chút ít. Xe rất là mới, rất là đẹp, một chủ sử dụng từ mới, nội thất nội ngoại thất rất là đẹp, đeo chỉ zin không lỗi nhỏ nhá, quý khách có thể mang đi kiểm tra bất kỳ đâu, hãng hoặc là gala quý khách chỉ định. Nếu phát hiện ra lỗi, bên em sẽ hoàn trả tất cả các chi phí kiểm tra của quý khách. Xe thì rất là đẹp, màn hình rất là to, trần thì đẹp vì xe nó là một chủ sử dụng nên là mọi thứ người ta giữ gìn rất là mới. Giá rất là hợp lý ạ. 5 chỗ mà chỉ có trên 300 triệu, đời cao, đời 2019, đăng kiểm này rất là dài. Lốp theo xe còn nguyên bông, rất là mới. Còn 18 lốp 2019. Gì đâu ạ. Em chỉ bán xe đẹp thôi. Rất là mới. Xe chủ xe đi rất là giữ xe. Keo chỉ mọi thứ gì hết, không lỗi nhỏ. Rất là mới. Sau đây em sẽ quay tiếp cái phần máy của chiếc xe. Chiếc xe rồi, cabo chưa có dấu vết thì tháo rỡ, thì tai tất cả con ốc nguyên bản, máy cực kỳ đẹp. Máy nguyên, mặt máy nguyên ạ, chung là không có gì để chê được chiếc xe này. Keo chỉ có thứ zin. Trước khi kết thúc video thì em Việt xin nhắc lại một lần nữa, hôm nay em Việt có chào bán chiếc xe Kia Morning bản tiêu chuẩn số tự động sản xuất năm 2019, tên tư nhân chính chủ sử dụng từ mới, xe chạy chuẩn 3 vạn 2, có lịch sử bảo dưỡng hãng đầy đủ. Mọi thông tin chi tiết xin liên lòng vui lòng liên hệ với em Việt qua số điện thoại là 0969 46 1221. Em xin cảm ơn và kết thúc video tại đây.